Kính thưa quý vị, đó là tiếng hát Hà Vân và ca khúc Mưa Nửa Đêm. Cũng lại một lần nữa, Như Quỳnh nhắc đến ông Hoàng Bolero Trúc Phương. Và như từ đầu có nói thì Như Quỳnh vẫn giấu lại những thông tin về ông Hoàng Bolero. Dĩ nhiên giấu là giấu với những người chưa biết nhiều. Còn những ai đã mộ điệu âm nhạc Bolero thì chắc rằng những lời giải thích chỉ là thừa. Tuy nhiên Như Quỳnh cũng nghĩ rằng nếu có dịp để chúng ta gặp nhau như thế này, để chia sẻ nhau những câu chuyện cũng là một hân hạnh của Như Quỳnh khi đứng đây. Nhạc sĩ Trúc Phương, một người tên Phương khác cùng với một người Lam Phương mà Như Quỳnh giới thiệu từ đầu, cũng có một cảnh đời cũng khá đặc biệt, bởi vì ông để lại cho đời rất nhiều những ca khúc rất hay về Bolero và ông được xưng tụng là ông Hoàng Bolero. Thế nhưng mà dù rằng ông để lại một tài sản khổng lồ như vậy cho người đời, thì chính ông trong giờ phút lâm chung chỉ còn lại một đôi dép. Đó là một câu chuyện được kể lại trong giai thoại. Tuy nhiên trong tiếp xúc với chính nhạc sĩ Trúc Lam, con của nhạc sĩ Trúc Phương, thì Như Quỳnh cũng được nghe rằng những năm cuối đời ông khá là khó khăn. Và vì lẽ đó chúng ta lại càng thấy thấu hiểu hơn tại sao ca khúc của ông lại nhiều nỗi đau như vậy. Và nếu quý vị có thể giải phóng ra khỏi một nỗi buồn với người nhạc sĩ, Như Quỳnh muốn nói một chuyện khác, đó là bài Mưa Nửa Đêm làm Như Quỳnh chợt liên tưởng đến một không gian âm nhạc trong Bolero. Không biết quý vị có so sánh hay không? Mưa có thể là mưa sáng, mưa trưa, mưa chiều, mưa tối và mưa khuya. Thì rõ ràng cái không gian mưa nửa đêm nó làm chúng ta nao lòng nhất, có phải không ạ? Những đêm mà mình khó ngủ, khi mình nằm trong nhà, mình nghe mưa nó rớt xuống. Nếu mà nhà ai mà ở ngoài ô nữa, mình nghe nó rơi và nó buồn thiêu, buồn thiểu. Và vì vậy mà hình như nếu mà so sánh trong Bolero thì nhạc về mưa đêm nhiều hơn nhạc về mưa ban ngày. Như Quỳnh có thể kể như là mưa đêm ngoài ô, mưa nửa đêm ngoài phố, mưa đêm tỉnh nhỏ, rất là nhiều cơn mưa rơi vào ban đêm. Và nếu rơi ở tỉnh lẻ nữa đó, thì nỗi buồn này nó mới càng triền miên. Rất nhiều những không gian như vậy trong âm nhạc về Bolero, nó khiến chúng ta bị giữ chân rất là lâu. Và Như Quỳnh nghĩ rằng nếu cứ ngồi phân tích về những câu chuyện và những đề tài âm nhạc, có lẽ câu chuyện này sẽ dằn dặt suốt hết đêm. Trong khi giờ phút này đây có một điều rất háo hức và Như Quỳnh muốn phải chia sẻ ngay với quý vị. Nói đến tên một người nữ danh ca mà tiếng hát của cô, của chị đã vang lên rất là lâu rồi. Và hay làm sao thời gian nó không phủ bụi lên giọng ca này, nó vẫn giữ nguyên được một sức sống như vậy, một tình người như vậy, cũng như sự cay đắng như thế. Tôi muốn nói đến con nhạn trắng Gò Công. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho nữ danh ca Phương Dung.